Ok, bây giờ thì là bè sắp hoàn thành rồi. Tôi với lại thằng cô em tôi sẽ chuẩn bị lên trên bè và đi ra giữa sông ở đấy 24 giờ. Ở đây thì là đã chuẩn bị sẵn nước nôi rồi. Trong ba lô thì là có rất là nhiều thức ăn để có thể sinh tồn được trong vòng một ngày. Đây, mở ra cho các bạn xem luôn. Đây, trong ba lô các bạn nhìn này, đó, có rất là nhiều bánh mì. Đó, để ăn trong vòng một ngày. Rồi, đóng lại. Còn ở đây thì là có đầy đủ nước ngọt nè. Đó. Nước lọc nè, đó, rất là nhiều nước uống để cầm lên khát thì uống. Chứ không mà ra kia rồi thì không có gì để mà uống cả. Chả nhẽ vớt nước sông thì uống. Bè thì là đang sắp được hoàn thành rồi. Ok, bây giờ let's go, đi lên trên bè, ra sông. Đấy. Sinh tồn. Nước nôi đầy đủ rồi, cầm cả cần câu với lại mồi ra, có gì rảnh rỗi câu cá các bạn. Đấy, cứ để sẵn ở đấy đi em. Cần câu dài thế. Ok, bây giờ đến lượt tôi. Rút vòng đây. Ui giời, nổi anh em ơi. Không biết là tí thôi, thằng kia nó nuôi lên trên nữa thì nó mới cần. Đây nhá. Đó, hai thằng ngồi đây. Ở đây có cái mỏ neo các bạn đấy, để ra giữa sông neo nó xuống giữa cái bè lại, không là bé trôi đi mất. Nó mà trôi ra biển là mai hai thằng mất tích luôn đấy. Đấy, sợi ngủ đầy rầm thế, ui hồi. Rầm chưa các bạn? Được không bác? Quả này quá chất đúng không bác? Bác đua thuyền không? Bác đua thuyền không? Bác có đua thuyền không? Ok, bây giờ là chúng tôi đang ở trên cái bè, được bố tôi hỗ trợ đẩy ra giữa sông, còn trôi đầu thì trôi. Chả biết sống chết như nào, nhưng mà cứ ở trên đây đúng 24 tiếng ngày hôm sau về. Bây giờ đang là chiều, 2 giờ chiều. Đó. Tức nghĩa là phải ở đến sáng ngày mai, cố gắng ở đến 2 giờ chiều. Nhưng mà sẽ cố gắng ở qua một đêm. Bây giờ mới là 2 giờ chiều thôi. Đấy. Bố tôi đang mặc áo phao đẩy hai thằng ra giữa sông. Sau đó thì sẽ bơi vào bờ, kệ hai thằng luôn. Tự đi nhá. Vâng. Thôi bố tôi vào rồi. Bố tôi đang bơi vào rồi đấy. Bây giờ đang xa bờ rồi. Bye bye mọi người nhá. Bye bye. Đi đây, let's go. Rồi giờ hai thằng mỗi mình đây. Thành đang đứng kia nhìn. Thành ơi. Anh đi đây. Không biết bao giờ trở lại. Cho bạn xem cái bè. Đó, ngồi đây rất là dâm, chế tạo các kiểu luôn này. Đấy, đây là con bè của chúng tôi chế tạo, bố tôi chế tạo cho đấy. Rồi đang trôi rồi. Mát không? Mát lắm. Mát đúng không? Nhưng ngồi mà đây phê. Nóng lắm, nóng rát như thế. Tí anh chú thích rảnh nhảy xuống tắm gì đơn giản, có gì đâu mà. Tôi vẫn phải đeo ba lô này, trong ba lô này chứa bánh ngọt rồi là các thứ linh tinh. Nói chung là ba lô của tôi thì là ba lô chống nước. À, không bị ngấm nước vào bên trong nên là để mọi thứ bên trong, rồi máy quay các kiểu, pin biếc các kiểu để hết bên trong. Nhưng mà hôm nay đi quên không cầm điện thoại. Định cầm điện thoại đi để đến lúc nào mà cần vào hoặc là nguy hiểm thì gọi cho đò người ta ra đó, nhưng mà không cầm quên mất, nhưng mà thôi kệ. Mặc áo phao rồi, cứ để cho lạc trôi. Đang lạc trôi giữa dòng. Mát quá các bạn. Ui, sóng dập dình sướng vãi. Nằm ở đây hưởng thụ. Ua, thích quá. Cái này nằm đây ngủ tốt các bạn. Kiểu sóng nó sập sình ấy, sướng cực các bạn. Đấy, sời. Sời. Ra giữa sông là sóng to quá. Ồ. Đang bấp bênh này. 24 giờ ở trên con sông sâu 30 mét. Rất là to luôn, từ bờ bên này sang bờ bên kia nó rơi khoảng tầm 1 km. 1 đến 2 cây ấy, tầm đấy. Nhưng mà nói chung là xa ấy, tầm 1 cây. Muốn mà thằng neo vậy. Kệ, cứ để cho trôi thả liều đi. Có mấy người đã đi đò đang nhìn chúng tôi với kiểu ánh mắt lạ lẫm, như kiểu hai thằng điên đang ngồi trên bè. Bây giờ xa bờ lắm rồi. Bắt được thuyền không? Rồi, đấy, các bạn thấy không? Thanh niên này đang ngồi đây đạp nước để cho bè nó trôi đi. Bố tôi đang bảo là thả neo đi, nhưng mà thôi kệ, cứ để nó trôi ra biển được. Bây giờ cố gắng trôi ra cái ngọn hải đăng kìa. Đó, ngọn đèn ngoài kia kìa. Trải nghiệm nó phải như thế này các bạn. Cuộc sống của tôi mỗi ngày là trải nghiệm những cái trò mới, những cái thú vui mới.
Công nhận là tôi cảm thấy nổi hết da gà lên khi mà ngồi đây bấp bênh chỉ trên những cái cây chuối như này, nhưng mà cảm thấy rất là thú vị, rất là thích luôn. Đó, không cần phải phi mầm trên nước, chỉ cần bồng bềnh như này thôi, phiêu lãng hai thằng, đồ ăn nước uống có hết. Rồi, bây giờ chắc là tháo cái ba lô ra. Trong này có rất là nhiều bánh, nói cho em, hay để tối ăn nhé. Ok. Về vãi anh em ơi. Kìa, chuẩn bị trôi ra cái ngọn đèn ngoài kia. Nước nó đang trôi ra ngoài biển các bạn. Ở tít ngoài kia là biển. Đi ra khoảng tầm 3 km, 3-4 km nữa là ra ngoài biển. Đó, bây giờ đang trôi ra biển. Bây giờ nước nó đang rút ra biển. Có lẽ là tí ra gần biển chúng tôi sẽ thả neo. Bây giờ đang trôi ra kia rồi. Phê vãi, đấy các bạn thấy sóng to chưa. Đó. Đó, lên xuống này. Phê vãi. Chúng tôi đang trôi ra gần đèn rồi các bạn ơi. Ôi, trôi xa đèn rồi. Không vào cái đèn rồi. Ui, phê vãi rồi, xa tít bờ rồi. Ôi, vứt hết người rồi. Em phải treo cho anh cái ba lô lên trên kia của anh cái. Treo ba lô lên, đấy đấy, treo này đấy, treo đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi, treo ba lô này rồi. Đấy, đây là đỡ ướt ba lô rồi nhá. Giờ đang trôi xa lắm rồi các bạn. Đấy, cho các bạn xem là chúng tôi đang trôi rồi. Rồi, kia là cái nhà máy nhiệt điện, vẫn phải giới thiệu anh em. Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Tiền Hải Thái Bình. Mệt thì cứ nằm ở đấy ngủ em ạ. Hôm nay là gió rất là to nhưng mà được lợi thế là sóng nó dập dình rất là phê anh em. Trước khi đi là tôi đã chuẩn bị hết nước non rồi, bánh kẹo rồi, nên là ra đây không sợ chết khát hoặc chết đói. Cứ ngồi đây hưởng thụ thôi. Đó, nhìn sóng này các bạn. Sóng to chưa? Ui. Sóng to quá các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Đó, sóng to chưa? Ui. Đúng là cảm giác phê thật. Hai cục pin GoPro không biết là quay được nổ một ngày không. Bởi vì tôi đang quay chất lượng 4K, rất là tốn pin. Từ nãy giờ quay hơn 1 tiếng, mỗi tiếng quay được khoảng tầm 15-20 phút là mất 20% pin rồi. Trôi dạt hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, gần tối nơi rồi, đang rất là say sóng. Trong cái ba lô của tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đèn pin siêu sáng và một cục pin 100% có thể dùng được khoảng tầm 24 tiếng. Nếu mà có mà thuyền bè mà đi ở gần đây mà chuẩn bị đâm vào chúng tôi sẽ nháy đèn. Hoặc là khi mà gặp nguy hiểm tôi sẽ bật đèn lên. Hoặc là tối mà nước nó kiểu là nước nó không to như này thì tôi với thằng con này sẽ bật đèn câu cá. Đấy. Say sóng không? Thật ra là hôm nay là cái phi vụ thả trôi như này ấy, là tôi phải gọi thằng quen về đi bởi vì là nó là dân chuyên bơi. Đấy, biết bơi rất là giỏi. Nó bốc phét say sóng thôi. Hai thằng đi cùng thì nó đỡ buồn các bạn, chứ một mình tôi ra đây buồn vãi trưởng. Thật ra tôi không sợ nhưng mà nó buồn, rủ một thằng đi cùng cho vui đấy. 24 tiếng mà đâu phải đơn giản đâu. Đây là mở nắp chai ra. Không để ý rơi mất nắp chai, bây giờ không biết là nắp vào kiểu gì đây. Rồi, thằng em tôi xuống bơi. Tí nữa tôi xuống sau. Hai thằng xuống bơi thì bé trôi mất. Về vai. Tôi sẽ xuống bơi với thằng em tôi. Ôi anh em ơi, sắp va chạm rồi. Đâm mũ vào thuyền rồi. Hỏng rồi, đẩy ra em ơi, đẩy ra. Nó trôi này thì làm sao mà ra được. Chết rồi. Đẩy ra nào em ơi. Hỏng hết cả bè rồi. Trời ơi, nước nó trôi kiểu này. Ra được không? Anh em ơi, bây giờ tình hình là bị mắc cạn ở dưới cái đầu xà lan, bây giờ không ra được bởi vì nước nó đang trôi ra biển, nó trôi vào con xà lan này đây. Các bạn nhìn này, đó. Đang bị dính bèo đây rồi. Giờ đang cố gắng để lôi ra ngoài kia. Từ từ bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Cẩn thận đấy, chìm đấy. Thằng
thằng em nó đang bơi ra, nó nô cái xà, nô cái bè ra. Tự nhiên bị dính cái này chắc là ra kia phải neo quá. Nước chảy xiết quá các bạn. Rồi nó đang kéo ra rồi. Tôi sẽ ở ngồi đây tôi đợi. Thằng cô em nó đi đâu mất rồi, mất dây rồi các bạn ơi. Huy ơi. Chết cha rồi. Nước chảy xiết quá. Tôi vẫn đang bị dắt ở cái xà lan, không ra được. Bây giờ phải ra tít ngoài kia mới ra được con sông này. Ơi các bạn ơi, thằng Huy kia không biết nó trôi đâu, hơn 30 phút rồi mà chưa thấy gì. Hả? À, bơi lên đấy bao giờ đây? Lên trên kia các bạn ơi. Bơi trên đấy à? Thế giờ có cách nào để cho cái này ra khỏi đấy không? Kéo lôi ra ngoài kia, anh ở dưới này anh đẩy. Nhá. Kéo lôi ra ngoài kia để cho trôi kia, anh em thả leo ở kia nghỉ tối cái, mệt quá. Đây dây này. Vứt nha, vứt lên này. Rồi. Ok, kéo đi nhá. Đang đẩy ra các bạn. May quá thằng kia lên kia được cũng kéo ra, bây giờ đang đẩy ra khỏi cái xà lan này. Ok, cuối cùng đã thoát được khỏi cái xà lan rồi anh em ơi. Kéo cả vớt mắc nha. Ôi nhảy xuống đây em ơi. Ok, nước nó đang chảy rất là xiết. Bây giờ là chúng tôi là sợ nó trôi, nó cứ mép mép này. Nên là không biết như nào, chắc có lẽ là hai thằng sẽ nhảy xuống bơi đạp cho nó ra ngoài kia. Đạp ra kia nó trôi, nó cửa biến à? Vâng. Ờ, thằng của em nó đã bơi đến đây rồi. Bây giờ lên trên đây đi em. Chúng tôi đang cách bờ rất là xa. Đây này. Gần là... lên đây. Cẩn thận nha. Bây giờ hiện tại mới là 5 rưỡi chiều, gần 6 giờ. Chắc là 6 giờ rồi ấy, bởi vì không cầm điện thoại, giờ không biết là giờ giấc như nào, nhưng mà trời cũng sắp tối rồi. Tôi ăn xong uống nước, mệt quá anh ngủ. Ở nhà mọi khi là ăn tối là ăn cơm, trứng, thịt các kiểu. Ồ, phòng điều hòa, giờ phải lênh đênh giữa sông, thấy khổ quá. Thật sự là ngồi đây tôi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bà, nhớ gia đình quá. Không biết là có thể trụ nổi được hết đêm nay đến sáng mai không. Một ngày thật sự là rất là lâu các bạn, không phải đơn giản đâu. Hình như là ở kia có cái thuyền các bạn ơi, ở kia có cái thuyền. Em ơi, dậy gọi thuyền, Ê, anh ơi. Tuyền ơi. Đây. Ở kia có một cái thuyền các bạn kìa. Ủa may quá các bạn ơi, có một cái thuyền đang chạy đây, nhờ anh đi lôi ra ngoài giữa sông, chứ bây giờ là cứ dắt ở trong này nó không có gì gọi là thú vị cả. May quá đây có một con thuyền đánh cá này. Vâng, anh xem kéo giúp em ra giữa sông ấy, em bị dắt vào trong này không ra được, bây giờ nó cứ trôi dắt vào trong bờ ấy. Ê, buộc vào đấy em ạ. Rồi, may quá, được thuyền kéo ra giữa sông rồi. Chúng tôi đang đi ra giữa sông các bạn ơi, nhờ cái thuyền họ kéo ra. Rồi, đang đi ra khỏi khu vực mà nhà máy nhiệt điện. Cuộc đời thật là sướng khi được gặp thuyền. Sướng quá. Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh ơi? À vâng, bây giờ là 7 giờ kém 15 chứ không phải 6 rưỡi. Tôi vừa hỏi anh lái thuyền xong, tức nghĩa là gần 7 giờ rồi. Sắp 7 giờ tối nơi rồi, nhưng mà vẫn chưa hết thử thách. Phải ở đây, các bạn thấy đang ở giữa sông này. Tôi sẽ neo cái bè của tôi ở giữa sông và ngủ ở đây qua đêm. Chứ tôi bây giờ tôi không neo, nó sẽ trôi ra biển. Và cứ nằm ngủ đây sẽ trôi, không biết là chúng tôi sẽ đi đến đâu nữa. Nên là thôi, tốt nhất là cứ thả neo ở đây. Bởi vì là bây giờ đã cách cái đất liền, cách cái nơi mà tôi xuất phát nó khoảng tầm 4-5 cây số rồi. Rất là xa, ok. Rồi. Bây giờ là có neo sẵn rồi, thả neo nha các bạn. Thôi, tôi không biết thả neo như nào, nó cũng thả đi. Ok, cuối cùng thì là chiếc thuyền đang ra về rồi. Và chỉ còn lại mình tôi với lại thằng của em ở đây. Và đã neo được ở giữa sông rồi. May là bây giờ đã neo được sông thì là sẽ không bị trôi đi vào đâu nữa. Cũng như là không bị trôi ra biển. Đấy, các bạn thấy không, nhà máy nhiệt điện rất là đẹp.
Và rất là cảm ơn anh lái thuyền, anh đã hỗ trợ cho chúng tôi mượn cái đèn này. Đây là đèn hiệu để cho những cái tàu bè người ta phát hiện ra chúng tôi đang ở đây, người ta sẽ không đi vào đây. Đó, sẽ để đây cho nháy. Ok, anh rất là tốt luôn. Giờ ngồi đây không sợ bị chìm bè mà chỉ sợ thuyền khác người ta đi người ta không nhìn thấy, người ta đâm vào đây thôi, nhưng mà không sao. Tôi cũng có đèn. Đấy, nếu mà cảm thấy mà có nguy hiểm là chúng tôi sẽ nháy đèn. Khi nào mà đi ngủ mà không thể nháy được nữa thì là sẽ để cái này ở đây. Cái này nháy đỏ là sẽ báo hiệu là đây là đang có thuyền bè. Sao không nháy ta? Ờ, hình như là tối nó mới nháy các bạn. À đó. Cho vào trong tối mới nháy này. Ôi cảm biến hai phết. Cho ra sáng này không nháy này. Đó, ra sáng này không nháy này. Cho trong tối nháy này. Rồi, được. Hay đấy. Em xem buộc vào chỗ nào chắc chắc cho anh. Đây, bổ vào đây đi. Bổ vào đây được không? Để đêm nó nháy. Đó, cho trong tối nháy này. Buộc chắc, buộc ra ngoài này. Đấy, buộc cao cao lên. Cao thần đấy. Rồi, chúng tôi đã buộc xong cái đèn hiệu nháy ở đây. Trời sắp tối rồi các bạn ơi. Đó, đèn đã lên rồi. Sông này đang mênh mông giữa sông này. Ngồi đây một chút rồi là ăn tối. Quên không cầm bài ra đánh đậu xanh. Quên mất không cầm những cái thứ giải trí ra ngoài này. Bây giờ là ngồi đây chán quá, giống hai thằng tù vãi trưởng luôn. Không biết là đêm nay nó có lạnh hay không. Quên mất không cầm chăn đi nữa các bạn. Rồi, thằng em tôi nó buồn ngủ, nó ngủ rồi các bạn. Đèn vẫn đang nháy. Thật sự là ngồi ở đây sóng nó lênh đênh, thật sự rất là đau đầu, chóng mặt, rất là mệt luôn. Còn vẫn còn nước các bạn. Cất nước đi cho vào giữa này, không là không may nó trôi mất là khỏi uống luôn. Ok. Ui, nước nó trôi vào. Để anh nằm ở đây. Chú nằm đấy đi. Nước nó trôi vào ướt hết người. Ui lạnh thế. Nãy này ngủ làm sao? Nhìn cái nhà máy nhiệt điện này nhìn như kiểu là một cái thành phố luôn. Thật ra các bạn nhìn nó to như này, nhưng mà tôi cách cái nhà máy nhiệt điện này nó khoảng tầm ít nhất là tầm 500m, rất là xa. Tối rồi nhưng mà nước rất là to, sóng rất là to. Bao giờ hết ngày đây. Ôi, còn một đêm nay nữa các bạn. Cầm đèn đi ra đây, có gì có nguy hiểm thì có đèn để mà nháy. Thằng em ấy đang ngủ, vẫn ngủ ngon lắm. Tí nữa gọi dậy ăn. Đây các bạn nhìn này, nước nó ngập trong đây này. Chấp nhận lạnh. Huy à, Huy, dậy ăn anh lên, xong rồi là tí ngủ tiếp, tối rồi các bạn, lấy hộ anh đồ ăn trong ba lô cái, anh đang quay, cẩn thận mất nước rồi, còn mỗi mấy chai thôi, còn mấy cái bánh mì ấy, cái ba lô vào.
đây chỉ cầm theo bánh mì thôi. Buồn nôn á? Thôi ăn đi, cố gắng ăn nôn làm gì em. Ăn lấy sức em ạ. Ăn xong rồi nằm xuống ngủ. Không phải ăn nữa. Cố lên. Cố ăn nốt cái bánh xong rồi là đi ngủ chứ thật sự là nó chóng mặt các bạn, hiểu say sóng ấy. Chóng mặt quá. Quên không uống thuốc say sóng. Thật sự là tôi không biết bây giờ mấy giờ. Bây giờ thời gian là coi như là không biết luôn. Chỉ cố gắng ngồi đây chờ đợi đến sáng mai. Rồi là đến chiều mai cho tròn 24 giờ. Ăn xong có lẽ là đi ngủ tiếp các bạn. Chứ thật sự là đêm ở đây nó chả có gì để quay cả. Tại thì là chắc là phải tầm 2-3 giờ sáng rồi các bạn. Tôi mới ngủ được một giấc cũng khá là dài. Và bây giờ các bạn có thể thấy là không gian rất là yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng của tôi nói. Và chỉ nghe thấy tiếng sóng rào rạt và tiếng gió thổi. Ngoài ra chả có cái gì cả. Vẫn đang giữa sông này. Cho anh em xem này. Em ơi, thuyền chìm, bè chìm. Ngồi, cất bên đấy, quên bên này. Hình như là cái neo, ôi gió to. Giữ cái ba lô cái, các bạn ơi. Không, sao, chạm đây có cái thuyền nào không? Rồi, ôi, nổi rồi, mẹ. Ui, giật cả mình luôn. Tự nhiên nó bị nghiêng cái bè. Nó chìm sâu hẳn xuống rồi. Trời sáng rồi các bạn ơi. Ôi, ngủ suốt đêm qua. Bây giờ là sáng rồi. Này, sắp sáng cái nơi rồi này. Nó vừa dìm cái bè tôi xuống xong, bây giờ vỡ cả bè rồi. Bè này để cả đêm chuối bị ngấm nước. Ngủ ngon không em? Lại à? Bè của tôi bị vỡ rồi này. Không biết là có thể trụ được nốt ngày hôm nay không. Bởi bây giờ mới là gần 6 giờ sáng thôi. Tôi nghĩ là thế bởi vì là trời đang sáng đến nơi rồi này. Đó. Mà nước bây giờ nó đang rút ra ngoài biển. Nó rút ra ngoài biển kìa. Kia là ngoài biển các bạn kìa. Đó. Bây giờ bè nát tanh tanh vành rồi. Nước nó chảy ngấm hết vào đây rồi này. Cuối cùng thì là cố gắng sau một đêm ngủ thì là chúng tôi vẫn sống sót ở trên con bè. Bè rất là chắc luôn. Đó, vỡ cả ra này. Rồi. Này, nước đang ngấm vào này. Rồi, trên này thì ngủ thì điêu được. Rồi, thôi tôi đứng dậy rồi. Ngắm quang cảnh sáng sớm cả anh em ơi. Lần đầu tiên tôi được thức dậy trên con sông rộng lớn và dài mênh mông như này. Và thức trên cái con bè được chế tạo từ những cái bàn tay mà trong gia đình tôi. Đấy. Bè chắc quá, ui nó đang chìm. Ui bè chìm. Kinh vãi. Sao tự nhiên nó chìm như này ta? Tôi không hiểu tại sao nó chìm như này. Cái như là tôi đứng ra đây này, nó bị chìm này. Chìm.
Chết rồi. Ba chai nước đâu rồi em ơi? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài rồi. Ra ngoài, ra ngoài, nhanh 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 nhanh. Đeo ba lô vào, đeo ba lô vào. Không, cứ ra ngoài cho an toàn, không sợ thấy nguy hiểm, ra ngoài, ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh. Ra ngoài này. Ngồi sau, sau hết rồi, hết rồi. Ba. Hình như là bây giờ đây, các bạn nhìn này. Cái bè nó đang bị vỡ ra. Nó bị vỡ ra là vô lại chìm tiếp. Anh ngồi trên, xuống dưới, xuống dưới. Cân rồi, cân rồi, cân rồi. Nước nó đang rút ra mạnh quá các bạn ơi. Cầm ba lô lên, cầm ba lô lên rồi. Mấy chai nước qua để đeo rồi em. Ôi, giờ mất nước rồi các bạn ơi. Có mấy chai nước để ở đây hôm qua, bây giờ là đấy là kiểu là bị lún bè xuống rồi trôi mất rồi. Thế cha bây giờ là không biết là thấy gì, nước đây đậu xanh mê. Ui, bè nó chìm này. Giờ đi có gì áo phao này. Có gì là nếu mà bè chìm bắt buộc là chúng tôi phải bơi trong bờ thôi. Đeo ba lô vào, đeo ba lô vào. Đeo ba lô vào, đeo ba lô vào. Đeo ba lô vào, nhanh lên, nhanh lên. Ok, hiện tại thì là trời đang tối sầm xuống, sắp mưa to nữa các bạn. Thật sự tôi đang cảm thấy rất là lạnh, nhưng mà thôi cố gắng. Bởi vì là đã chấp nhận thử thách thì sẽ phải thử thách đến cùng. Thử thách đến khi nào mà không thể trụ được trên đây nữa thì bơi vào bờ. Ở quanh đây thì có rất là nhiều thuyền bè có thể hỗ trợ được, nhưng mà chúng tôi khi nào mà hỏng bè không làm gì nữa, chúng tôi sẽ nhờ thuyền người ta hỗ trợ đưa trong bờ. Còn bây giờ thì là nước đang rất là to và mưa cũng chuẩn rơi nơi rồi. Trời đang mưa, các bạn nhìn này, sắp mưa rồi. Đó, cái hạt mưa đang bám vào trên máy ảnh. Cẩn thận em ơi, cẩn thận. Trời đang mưa to rồi các bạn ơi. Chúng tôi đã ngồi đây khoảng tầm vài tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ là bây giờ đang là trưa rồi. Khoảng tầm 10-11 giờ trưa rồi. Và trời đang mưa rất là to. Trời đang mưa hôm nay thì không được nắng như hôm qua. Trời đang mưa rất là to, các bạn thấy đấy đó. Mưa rất to này. Mưa to các bạn ơi, vẫn không ngớt mưa được. Ok, và hy vọng là tất cả các bạn đang xem clip này hãy like, chia sẻ video để ủng hộ tôi có thể sống sót được trên cái bè này đến cuối giờ chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi không biết là mấy giờ, nhưng mà thật sự là ngồi đây lâu lắm rồi, muốn về lắm rồi. Nhưng mà tôi sẽ hứa các bạn một điều danh dự là tôi sẽ cố gắng ngồi đủ 24 tiếng. Không biết là bao nhiêu mà từ hôm qua đến bây giờ đã là nửa ngày, hơn nửa ngày rồi. Bây giờ sáng rồi. Đấy, chỉ cần đợi khoảng tầm vài tiếng nữa thôi thì là sẽ đến chiều. Gì đấy? Có thuyền á? Anh ơi! Có thuyền anh ơi! Thôi gọi bác đưa vào bờ chứ mưa này không chịu đâu, lạnh quá. Bác ơi! Ok, có lẽ là chúng tôi sẽ đi lên bờ đây, chứ thật sự là hôm nay rất là lạnh, không thể chịu nữa rồi, mưa to quá. Thế xem là mấy giờ rồi, xem là cái thử thách này có thành công hay không. 24 giờ sẽ thành công, hoặc dưới 24 giờ là không thành công, ok. Nhưng mà thật sự là hết sức rồi. Vẫn còn cái bánh không? Cầm ba lô ra. Các bạn kéo cháu vào trong kia được không? Giờ kéo cháu vào trong bờ ấy.
Vâng, hộ cháu tí, đi lên em ơi, cầm ba lô lên. À, trước khi lên thuyền tôi sẽ gọi bác lái thuyền xem là giờ mấy giờ rồi, xem là chúng tôi đã đủ giờ chưa. Vừa to quá. Bác ơi, cháu hỏi thế là giờ mấy giờ rồi bác? Hơn 1 giờ chiều cơ. Tức là còn hơn 1 tiếng nữa chúng tôi là với đủ 24 tiếng nhưng mà thôi. Tạm nặng có tiền đây nhớ bác bảo luôn. Mẹ, cuối cùng đã gần 24 tiếng, 23 tiếng thế đủ rồi. Lên thuyền đi em. À, nhổ neo em ơi. Ok, bây giờ là sẽ cố gắng nhổ cái neo này, kéo cái bè này vào, không thể vứt nó ở giữa sông này được các bạn. Mưa to quá. Tôi vừa mới lúc vào ngoài ngồi cho đỡ lạnh nhưng ngoài kia ngồi lạnh quá. Nói chung là muốn quay video cho các bạn hiểu được cái trải nghiệm của cuộc sống như thế nào. Khó khăn rất vất vả luôn, rất là lạnh, vẫn là cố chịu. Công nhận vào đây ngồi với cảm nhận được là cái sự yên bình, ấm cúng như thế nào. So lại ngoài kia, giá rét, mưa to, đó, đang mưa rất là to, mưa không ngớt luôn, vẫn đang mưa rất là to các bạn. Đó, trời thì đang âm u kìa các bạn nhìn kìa. Mây nó che kín hết cái cột khói rồi là cái cột của nhà máy nhiệt điện. Đó. Trời quang hơn rồi. Ok, cuối cùng thì là tôi đã lên được đến bờ, thằng Vũ Thành nó cầm ô ra đón đấy. Rồi, đã lên bờ được thành công và sống sót. Clip đã kết thúc ở đây và hy vọng tất cả bạn sẽ ủng hộ video của tôi nhiều nữa bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh thôi nha. Bye bye anh em. Bye bye.